Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 21, quy định số 37 và một số văn bản mới của Đảng. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc thành ủy và điểm cầu các đảng ủy phường, xã trên toàn thành phố nhằm triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Và chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Thành ủy về biên soạn chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022-2025. Hội nghị nhấn mạnh quan điểm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.